Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Sa Cát. Quý vị thân mến, số mệnh của mỗi người đã được định sẵn giàu nghèo, cuộc đời của mỗi con người giống như một hành trình trên đường cao tốc vậy. Nếu lầm đường lạc lối thì bạn sẽ đi mãi không đến được đích. Nếu lỡ một lối ra thì bạn sẽ phải đi tới điểm tiếp theo mới có thể quay đầu lại được, vừa mất thời gian vừa tốn kém. Dựa vào sự vận hành của các thiên tinh cũng như các vì sao tinh tú trên bầu trời, các nhà tử vi học dự báo trong những ngày tới đây sẽ có những con giáp đen chưa từng thấy. Họ bị hung tinh chiếu mạng, dính họa phá tài, tán gia bại sản, bán hàng trả nợ. Công việc thì luôn gặp rắc rối, tiểu nhân hãm hại. Vậy đó là những con giáp xui xẻo nào? Xin mời quý vị cùng theo dõi phần luận giải ngay sau đây. Một tuổi Dậu, các chuyên gia tử vi tâm linh dự báo dưới ảnh hưởng của cục diện tương xung, người tuổi Dậu sẵn sàng nổi nóng với mọi người xung quanh để bảo vệ ý kiến của mình. Cũng chính vì lý do đó, nhiều khi bạn không ý thức được lỗi sai của bản thân. Với người làm lãnh đạo, lối làm việc độc đoán, áp đặt của bản mệnh sẽ khiến nhân viên cảm thấy ngột ngạt, khó chịu. Bạn cần học cách lắng nghe ý kiến của mọi người nhiều hơn nếu như muốn tập thể có thể phát triển nhanh chóng. Kẻ tiểu nhân cũng luôn rình rập trong khoảng thời gian này để tìm cách hạ bệ bạn hoặc cướp công lao mà bạn đã nỗ lực gây dựng trong khoảng thời gian trước đó. Vì thế, bạn cần cổ vũ cho mình cố gắng hơn, làm việc gì cũng cần hết sức cẩn thận. Tháng này, tiền bạc của bạn cũng có dấu hiệu tổn thất. Người làm ăn, kinh doanh cần tự tìm ra động lực phát triển cho mình, không thể mãi đi theo một lối mòn đã vạch sẵn. Trước khi ký kết hợp đồng, bạn cũng cần kiểm tra kỹ lại giấy tờ để tránh bị kẻ tiểu nhân nhầm giở trò, gây thiệt hại về kinh tế hoặc quyền lợi trong tương lai. Kim khắc mộc, nếu đã lập gia đình, bạn không nên dành quá nhiều thời gian để quan sát những đối tượng khác giới xung quanh mình. Mỗi khi làm việc gì, bạn hãy nhớ, ở nhà có những người thân yêu nhất đang đợi bạn. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dậu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 2. Tuổi Ngọ. Dưới ảnh hưởng của cục diện tương phá, người tuổi Ngọ cần cẩn trọng trước nguy cơ bị kẻ xấu phá hoại. Dù bắt tay vào làm việc gì đi nữa, bản mệnh cũng cần giữ vững định hướng của mình, không tin theo lời bàn ra tán vào của người khác. Thời điểm này, mọi người xung quanh dường như đều quá bận rộn với công việc của riêng mình nên không thể phân tâm giúp đỡ người tuổi Ngọ. Vì thế, bạn chỉ còn cách tự lực cánh sinh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Đừng nghĩ đến việc than vãn hoặc dựa dẫm vào người khác, bởi như vậy thì công việc khó có thể tiến triển được. Trên phương diện tiền bạc, người làm đầu tư, kinh doanh cần phải thật cẩn trọng trong việc đưa ra quyết định. Trước khi quyết tâm làm việc gì, bạn cần phải phân tích rõ thiệt và hơn trong công việc, xác định rõ thực tế trước mắt và thực lực của bản thân. Trên phương diện chi tiêu, con giáp này cần tránh chạy theo xu thế của người khác mà không quan tâm đến mức lương của bản thân. Với người làm kinh doanh, đối thủ có thể giở trò khiến uy tín của bạn bị giảm sút, ảnh hưởng đến lượng tiêu thụ hàng hóa của bạn. Con giáp này cần nhanh chóng xác định các nguyên nhân để có cách giải quyết tình huống hiệu quả. Mộc sinh hỏa, người độc thân nhận được sự yêu mến của người khác giới. Chỉ cần bạn mở lòng và trò chuyện với mọi người, nhiệt tình hơn thì không lo không tìm được người ưng ý. Thậm chí bạn còn có thể gặp được người ấy ngay trong hôm nay. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Ngọ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 3. Tuổi Tý. Lâm vào cục diện tương hình khiến người tuổi Tý dễ trở thành mục tiêu công kích của kẻ xấu. Bạn cần cẩn thận trong từng đường đi nước bước, chớ tự tạo ra sơ hở cho kẻ xấu lợi dụng. Với người làm kinh doanh, bạn cần ý thức được điểm mạnh của mình nằm ở đâu để phát huy phù hợp, chớ nên mù quáng chạy theo người này, người khác. Đầu tư vào những hạng mục không phù hợp chỉ khiến bạn tốn kém vô ích mà thôi. Thủy sinh mộc, may mắn là chuyện tình cảm của bản mệnh lại tiến triển rất suôn sẻ. Bản mệnh nhận được sự ủng hộ của nửa kia, nhờ vậy mà bạn có đủ quyết tâm và lòng dũng cảm để tiến về phía trước, không chịu khuất phục hoàn cảnh.
Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tý cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 4. Tuổi Sửu. Mộc khắc thổ, quan hệ xã giao của người tuổi Sửu gặp phải nhiều rắc rối trong ngày hôm nay. Con giáp này cần hạ cái tôi của mình xuống để lắng nghe mọi người, chớ nên tự coi mình là nhất, khiến người khác cảm thấy khó chịu. Người tuổi Sửu trở thành con giáp xui xẻo vì bạn có tư tưởng an phận. Khi mọi người xung quanh ai cũng hào hứng và quyết tâm, nếu bạn buông thả bản thân thì khó có thể giữ vững được chỗ đứng cho mình. Những người thay đổi công việc trong khoảng thời gian này cũng thường rơi vào cảnh bỡ ngỡ, có nhiều nỗi lo vì phải tiếp xúc với môi trường hoặc nhiệm vụ hoàn toàn mới mẻ. Tuy nhiên, bạn không nên có những tư tưởng bi quan, chán nản. Hãy cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn đầu tiên, rồi bạn sẽ thấy vận trình của mình hanh thông, rộng mở hơn nhiều. Việc làm ăn của bản mệnh có dấu hiệu bấp bênh, thiếu vững chắc, thậm chí một số người bị mất định hướng nên khó có thể đưa ra quyết định chính xác để đem về lợi ích kinh tế. Trong chuyện tình cảm, khi đào hoa ghé thăm, người độc thân nên nhắc nhở mình nghiêm túc hơn, chớ nghĩ đến chuyện vui chơi qua đường. Những người có đôi có cặp luôn nhắc nhở mình trân trọng gia đình, chủ động giữ khoảng cách với những người khác giới để không phá hủy những điều mình đã tốn công xây dựng suốt lâu nay. Trong chuyện tình cảm, nếu đã lập gia đình, bạn không nên so đo tính toán những chuyện nhỏ nhặt với nửa kia của mình, vì điều đó chỉ càng thúc đẩy mối quan hệ đôi bên rạn nứt. Thay vì tranh cãi, hãy dành thời gian để lắng nghe đối phương. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Sửu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 5. Tuổi Thìn. Các chuyên gia tử vi tâm linh dự báo cục diện tương hại khiến người tuổi Thìn gặp phải nhiều khó khăn trong công việc. Kẻ xấu bày đủ trò ngáng trở khiến bạn khó có thể yên tâm được thực hiện các công việc như kế hoạch ban đầu. Với người làm kinh doanh, chớ nên ngây thơ tin theo lời rủ rê của những kẻ không đáng tin cậy, kẻo bạn sẽ sụp bẫy lúc nào cũng không hay. Nếu có tiền trong tay, tốt nhất bạn nên giữ thật kỹ và cân nhắc cẩn thận nếu có kế hoạch đầu tư. Mộc khắc thổ, quan hệ vợ chồng của bạn cũng có những dấu hiệu rạn nứt, thậm chí bạn còn chẳng muốn quan tâm đến những cảm xúc của nửa kia nữa. Nếu cứ tiếp tục thế này thì kẻ thứ ba sẽ nhanh chân chen vào mối quan hệ giữa hai người. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thìn cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 6. Tuổi Tỵ. Thương quan giáng họa, người tuổi Tỵ dễ vướng phải mâu thuẫn với người làm lãnh đạo, đôi bên có những ý kiến trái chiều và bạn muốn bảo vệ bằng được những quan điểm của mình. Bất kể nói những lời công kích khiến đối phương khó chịu, những hành động bạn thực hiện trong ngày hôm nay có thể gây hối tiếc cho bạn trong tương lai. Con giáp này cần chú ý hơn đến cách hành xử của mình, đặc biệt nếu bạn còn muốn ở lại lâu dài trong tập thể. Nếu mất lòng cấp trên, mai sau bạn khó có thể được trao cơ hội phát triển. Đáng buồn hơn nữa là vợ chồng bạn có vẻ ngày càng lạnh nhạt với nhau, những chuyện tưởng chừng nhỏ nhặt cũng có thể thổi bùng lên ngọn lửa mâu thuẫn giữa đôi bên. Dù quan hệ vợ chồng không hòa hợp, bạn cũng cần quan tâm đến cảm xúc, suy nghĩ của đối phương, trở nên tỏ ra lạnh nhạt, thờ ơ, thậm chí tìm niềm vui ở bên ngoài. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tỵ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Quý vị thân mến, như vậy chúng tôi vừa chia sẻ cho quý vị 6 con giáp xui xẻo nhất ngày hôm nay. Quý vị có thuộc một trong những con giáp xui xẻo ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và cảm thông chia sẻ với bạn nhé. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.